nằm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang. Căn nhà cấp 4 của cụ ông Trương Hùng Tuấn ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có một thiết kế đặc biệt. Toàn bộ tầng mái của nhà đã được ông Tuấn cải tạo thành ao cá với diện tích khoảng 60m². Phần mái bếp được sử dụng để trồng rau. Dù đã bước sang tuổi 87 nhưng ông Tuấn vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Ao cá và vườn rau của gia đình ông Tuấn khiến nhiều người ngạc nhiên khi mái nhà không hề bị nứt hay thấm rột nước dù đã qua 5 năm sử dụng. Tôi xây cái nhà này là năm 2017, vậy năm Đinh Dậu. Vì tôi nghĩ rằng Đinh Dậu là gà, thì tôi có ý tưởng thế này, là biến cái sân này là thành nơi trồng rau và nuôi cá. Chứa nước mưa, mà cái chén nó mỏng chứ, nó không rất sao gì nữa. Chém đi là cái khối bê tông trên nhà mà rung dày 20 nó sao gì nữa. Mà tới đây 5 năm nữa, gì nữa. Tôi phải khống chế lúc nào nước cũng phải từ 3 phân trở lên. Thì đấy thế thôi, người ta tôi suy là từ thả cá chứ ruộng, nó vẫn sống. 2 phân, 15 phân cá rô can rô phi. Thế thì tôi quyết định chỉ chuyên muốn thả cá rô phi. Mới trăm đèn hạt ốc đi vào, toàn ốc vàng trên nhiều lắm. Thế cá chép. Nhà không có đất để đào ao, ông Tuấn đã mạnh dạn thử nghiệm ao cá trên mái nhà để thỏa mãn đam mê. Nhờ ao cá trên mái nhà, gia đình ông Tuấn không chỉ có cá tươi, rau sạch phục vụ bữa ăn mà còn giúp ngôi nhà luôn mát mẻ, ngay cả trong mùa hè nóng lực. Giờ đây đa dạng này nhé, có rau ăn này, có cá này, cải thiện này. Như tôi cho ăn bèo, như cá tự nhiên sống ở sông mà. Thì 5 năm nay giờ không có giò gì. Thế hàng ngày tôi đi lên cho cá, hái cho muỗng, cho gà, cho người ăn. Thì tôi thay cái giờ đó, giờ thể dục. Đấy, nên hôm nay tôi lên đến 10 mấy lần. Là phát huy bản chất anh bộ của mình. Khi về sống đời thường thì sống vui, sống khỏe. Thì xác định tuổi lớn rồi thì làm việc có ích cho gia đình, cho xã hội. Tôi còn sinh hoạt tất cả các tổ chức. Khi bác ấy làm ấy thì bác cũng phấn khởi lắm. Bác ấy làm tự bác ấy nghĩ. Bác ấy đã thích là bác ấy làm. Bác thì bác cũng lo. Bác cũng lo một là gánh sợ nhỡ nó sập thì làm nào. Thì chết thì mất bao nhiêu tiền. Thế thì bác bảo không, bác đã có kinh nghiệm rồi. Thì máy rung, máy trộn nó tốt rồi, không cần. Bác phải được. Thế là bác cứ làm đấy. Bác làm thì bác cũng tích cực quá. Coi như là tuổi già như thế nhưng mà hàng ngày bác ấy mang những gạch vỡ rất lên rồi bác ấy làm tự bác ấy làm nhiều. Chứ còn cũng không phải mượn người mấy. Cá thì ăn thì cũng bình thường thôi nhưng mà được cái nó tiện. Nếu như có khách chứ hay là bạn bè ông lên chơi là ông ấy lên ông ấy trao là ông xuống là dán luôn, ăn luôn. Theo ông Tuấn, ao cá trên mái nhà của ông chủ yếu duy trì bằng nước mưa. Mỗi khi mưa nhiều, ông Tuấn phải tháo bớt nước để duy trì mực nước ổn định. Ao cá của ông Tuấn không chỉ nuôi cá, trồng rau mà còn tạo nên một cảnh quan đẹp, độc nhất vô nhị cho ngôi nhà này.